Lời đầu tiên phép phát gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thì hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với các bạn cái lợp bẫy rắn mối, bẫy dông cát đồ của mình á. Thì cái lợp này kích thước là dài 30 cm, rộng 8 cm, cao 8 cm, xài lưới là lỗ 5 ly nha các bạn, lỗ rất là nhỏ luôn. Mình bỏ con dế vô đây thoải mái luôn nha các bạn, bỏ con dế nhỏ 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 vô đây làm mồi là nó không có lọt qua cái lỗ này được. Lỗ này lỗ có 5 ly à, lưới lỗ 5 ly rồi, lưới mạ chì chống xét nha các bạn. Rồi, anh em nào mà cần cái lồng bẫy rắn mối á, thì cứ liên hệ mình nha. Số Zalo mình là 0936059090. Hàng mình ship toàn quốc các bạn, hàng ship toàn quốc. Anh em cứ nhắn tin vào Zalo số đó cho mình là mình trả lời cho anh em rất là nhanh luôn. Chào tất cả anh em.